Chào các bạn, hôm nay mình review tuyến đường quốc lộ 91 đoạn qua địa phận thành phố Long Xuyên đi về hướng Cần Thơ. Giờ buổi bình minh, những ánh mây màu trắng và những đèn đường đang xen chiếu vào nhau tạo nên một rất là kỳ thú, rất là đẹp. Chỉ có buổi bình minh mới có. Vừa đêm đen vừa sáng sáng, một dục nửa sáng có thành phố tạo nên một bức tranh tuyệt vời, kiệt tác của nghệ thuật. Thời điểm này là tầm hơn 5 giờ sáng, không gian chẳng đầy sức sống, mặc dù là dục nửa sáng nhưng mà tràn đầy năng lượng sống tích cực. Nhịp sống của người dân cũng hối hả tấp nập vào buổi sáng. Ở dưới đường là một không gian của cuộc sống về đêm, nhưng khi chúng ta ngước lên bầu trời thì đó là một rạng ánh bình minh đã bắt đầu xuất hiện. Đây là thời điểm tiếp theo mạnh mẽ chúng ta tưởng tượng cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được vì chúng ta đã bỏ quên đi những cái đẹp thiên nhiên quý giá như thế này. Giờ cuộc sống chúng ta không cảm nhận được, hôm nay mình nguyện nguyện cảm nhận được kết hợp với cuộc sống về đêm. Giữa hai không gian đối lập nhau, hòa quyện vào nhau, nó tạo nên một tuyệt tác của thiên nhiên. Nó không đấu tranh, không đẩy nhau, nhưng mà nó hòa quyện vào nhau, tạo nên cuộc sống vô cùng tuyệt vời. Diễn ra trên bầu trời là không gian im lặng, thành phố Long Xuyên là một đô thị loại một trên thuộc tỉnh Long An, một đô thị lớn của vùng. Trên đường xá cuộc sống của người dân đây sống dạng trung bình khá cao. Bộ mặt đô thị thì đang còn phát triển. Không gian giống sống ở thành phố Long Xuyên thì cũng khá tốt. Vì là một vùng đồng bằng, không gian rất là thoải mái. Đây là thành phố nhưng vẫn có những màu sắc không gian của một vùng quê, không gian thoải mái thoáng đãng nhưng không kém phần sôi nổi của một đô thị là một. Đúng là một nơi đáng để sống, đáng để chiêm ngưỡng, đáng để thưởng thức cuộc sống. Hưởng đường phố và cuộc sống thường nhật ở vùng đất này vào thời điểm buổi bình minh gần khá là. Mời các bạn cùng thưởng thức thêm. Thank you.
ơi, tiếng chim hót ngăn ngửi thưởng thức cuộc sống, ngăn ngửi với thiên nhiên. Thời điểm này là thời điểm cuối năm nên thời tiết xe lạnh, không biết lạnh nhiều ngày, nhiệt độ cũng tầm 27-28 độ. So với khu vực này thì nhiệt độ gì cũng khá là lạnh. Nép vô để nhường đường cho xe cấp cứu. Xe lạnh và chúng ta ngồi nhâm nhi những cốc cà phê nóng và những ly trà nóng, cuộc sống bằng gì vậy? Đúng là cuộc sống trước nhìn sông nước ở vùng miền Tây. Các bạn trong những video tiếp theo trên kênh MTA TV của mình. Chúc các bạn sức khỏe, vui vẻ. Chào các bạn.